thưa quý vị, hiện nay du học Canada đang là một trong những xu hướng không còn xa lạ đối với tất cả các bạn du học sinh Việt Nam. Và để vào được một trường đại học tại Canada là ước mơ của rất nhiều các bạn du học sinh. Tuy nhiên, khi nhắc đến các trường đại học thì các bạn thường nghĩ ngay đến những vấn đề như sau. Đầu tiên là yêu cầu đầu vào sẽ rất khó, thứ hai là chi phí sẽ rất cao, và tiếp theo nữa là sĩ số lớp học khá là đông, và điều cuối cùng đó chính là các bạn quan tâm về giảng dạy lý thuyết sẽ nhiều hơn thực tiễn. Nhưng liệu rằng điều này có đúng với tất cả các trường đại học tại Canada hay không? Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến quý vị một góc nhìn mới về một trường đại học tại Canada. Huỳnh Mai xin chào mừng quý vị đang đến với bản tin du học của New World Education. Và ngày hôm nay, vị khách mời đặc biệt của chúng ta đó chính là Mr. Hoàng Trần, đại diện tuyển sinh của trường Angoma tại Việt Nam. Chị chào Hoàng, rất vui vì em đã đến trường quay ngày hôm nay để chia sẻ thông tin nhé. Xin chào chị Mai, cũng như các bạn đang theo dõi bản tin của New World. Mình là Hoàng, mình là đại diện của Angoma University tại Việt Nam. Hôm nay mình rất cảm ơn New World đã tổ chức bản tin này để mình có thể chia sẻ những cơ hội học tập rất là thú vị tại Angoma University. Đầu tiên thì xin mời Hoàng hãy chia sẻ đôi nét về trường Angoma cũng như là những ngành nổi bật của trường được không? Angoma University là một trường đại học công lập của Canada, thành lập năm 1965. Trường có hai campus đều nằm tại tỉnh bang Ontario. Campus chính nằm tại thành phố Sault Ste. Marie, hiền hòa và xinh đẹp, và campus phụ nằm ở thành phố Brampton, ngay sát cạnh Toronto sôi động. Trường có hai nhóm ngành mũi nhọn. Nhóm ngành đầu tiên là Business, bao gồm những chương trình như là Finance hoặc Economy. Nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành về công nghệ thông tin, IT, bao gồm những chương trình như Computer Programmer. Ngoài ra thì những nhóm chương trình về xã hội hay khoa học cũng thu hút rất là nhiều các bạn sinh viên tại Việt Nam. Và chúng ta quay trở lại chủ đề ban đầu nhé. Đầu tiên thì các bạn hay nghĩ rằng nếu như trường đại học thì yêu cầu đầu vào sẽ rất là khó nè. Thì Hoàng có thể chia sẻ về nhận định này của các bạn là có đúng hoàn toàn không em? Trên thực tế thì Angoma University là một trường đại học công lập tại Canada. Tuy nhiên thì yêu cầu đầu vào lại khá là dễ thở. Điểm IELTS yêu cầu là 6.0 và không có band nào dưới 6.0, và GPA là 6.5 trở lên tùy vào từng ngành. Theo chia sẻ của Hoàng á, thì chị thấy là yêu cầu đầu vào cũng tương đối là dễ đúng không? Không có quá khó như các bạn đã nghĩ đâu nha. Bên cạnh đó thì quý vị phụ huynh cũng quan tâm hàng đầu, đó chính là chi phí khi cho con em mình đi du học. Vậy thì quý vị phụ huynh hay nghĩ rằng là các trường đại học thì chi phí sẽ cao hơn so với các trường college nè. Thì Hoàng có thể chia sẻ đến quý vị phụ huynh được biết là ở Angoma thì cái chi phí của mình sẽ tiết kiệm như thế nào được không Hoàng? Tại Angoma thì chi phí lại rất là hợp lý. Học phí của Angoma một năm là 19.315 đô la Can. Tổng chi phí sinh hoạt ăn ở kèm với các tiền học thì thường rơi vào khoảng 30.000 đô la Can một năm. Và mức chi phí này nó chỉ chênh với mức chi phí học tại cao đẳng có một chút thôi. Đây là mức chi phí rất là hợp lý nếu các bạn muốn đi học đại học. Chị thấy chi phí của trường Angoma thật là hợp lý đối với một trường đại học công lập ngay tại tỉnh bang của Ontario. Và ngoài ra thì chị được biết là trường mình cũng có học bổng dành cho sinh viên quốc tế đúng không Hoàng? Em có thể chia sẻ thêm cho quý vị phụ huynh được biết về học bổng của trường mình không? Đúng rồi, ngoài mức chi phí rất là hợp lý so với một trường đại học công lập thì Angoma University cũng có những khoản học bổng đầu vào hỗ trợ cho sinh viên nữa. Những khoản học bổng này dao động từ khoảng từ 500 đến 5.000 đô la Can, và dành cho những bạn có mức GPA rơi vào khoảng từ 6.0 cho đến 9.0. Yêu cầu cụ thể như sau. Theo như những gì Hoàng vừa chia sẻ về học bổng của trường thì chị thấy để đạt được học bổng này không hề quá khó đối với các bạn du học sinh Việt Nam. Nên quý vị phụ huynh hãy yên tâm một phần về chi phí khi mà cho con em mình đi du học tại Canada nhé. Và Hoàng ơi, thì chị hay nhận được những câu hỏi của các bạn như là: chị ơi, em rất là thích vào một trường đại học, nhưng mà em nghe nói là nếu mà học trường đại học thì sĩ số lớp khá là đông nè, có khi lên đến vài trăm người, cũng như là giảng dạy lý thuyết nhiều hơn so với thực tiễn, thì Hoàng có thể chia sẻ thêm về nhận định này có đúng hoàn toàn không Hoàng? Thực ra những điều mà các bạn sinh viên lo sợ thì đều rất là hợp lý. Tuy nhiên là các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng khi các bạn đến học tại Angoma University. Tại trường mình thì sĩ số mỗi lớp học chỉ tầm khoảng 30 bạn sinh viên đổ xuống thôi, tạo điều kiện cho các bạn rất là làm việc rất sát sao được với giáo sư của mình. Nếu các bạn lo lắng với việc là chỉ học lý thuyết mà không có thực hành thì tại Angoma University 100% các bạn sinh viên thì đều có cơ hội được thực tập, có trả lương, được làm co-op, nghĩa là điểm GPA các bạn được từ 70% trở lên. Điều này cũng cho phép các bạn có thêm kinh nghiệm cũng như là cơ hội để cọ sát trước khi tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm sau này. Và Hoàng ơi, thì Hoàng có thể chia sẻ thêm về cơ hội việc làm của các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường mình như thế nào không? Tại Angoma University thì tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm trong vòng dưới 6 tháng sau tốt nghiệp là 92% trên tất cả các ngành.
Trong đó thì có một số ngành tỷ lệ này đạt được 100%, đó chính là những nhóm ngành về kinh tế hay là công nghệ thông tin tại trường. À, và Hoàng ơi, theo chị được biết thì trường mình có campus ở Sault Ste. Marie thì nằm trong chương trình định cư của INB. Thì Hoàng có thể chia sẻ đến quý vị được biết thêm về chương trình định cư này không Hoàng? Chương trình INB thì là một cơ hội rất là lớn nếu các bạn sinh viên có nhu cầu định cư tại Canada trong thời gian này. Chương trình là một chương trình của liên bang được đề ra dành cho những thành phố được chỉ định. Trong đó thì có campus chính của Algoma University là Sault Ste. Marie. Các bạn học sinh học và làm việc tại Sault Ste. Marie, tại Algoma University thì có một cơ hội rất lớn để có thể đạt được thường trú nhân sau một thời gian học và làm việc tại thành phố này. Cảm ơn những chia sẻ từ Hoàng rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng Algoma là một trong những trường đại học công lập tại Canada, đặc biệt là tại tỉnh bang Ontario, với mức chi phí phải chăng, yêu cầu đầu vào không quá khó và với nhiều cơ hội học bổng cũng như là cơ hội việc làm và chính sách định cư sau khi tốt nghiệp. Huỳnh Mai tin rằng Algoma sẽ là một trong những sự lựa chọn đối với nhiều du học sinh khi chọn Canada đi du học. Đến đây thì thời lượng chương trình của chúng tôi cũng đã kết thúc. Quý vị ơi, đừng quên like, share và đăng ký kênh du học New World Education để cập nhật những thông tin mới nhất từ du học các nước nhé. Huỳnh Mai và Mr. Hoàng Trần xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.